cảm ơn rất nhiều. Chưa biết từ nào về hả? Chưa biết từ nào về hả? Trời ơi, chảy máu. Ủa sao thấy hình vậy? Mọi nghe tôi cho nghe gặp mặt từ người nha. Mày nè. Chị hai. Năm mới dặn sự ông lại. Chào chị hai. Chị Nguyệt phải không? Chào chị hai. Chị yêu biết của tôi. Chị Hồng nè. Chị Xuân Tự gặp Xuân Thành mà. Ý gì? Phương Thành gặp Xuân Tự này mẹ nè. Mẹ nè. Dạ. Mẹ Xuân Tự nè. Dạ. Đó, đầy đủ lão tướng không bé ơi. Thủy. Rồi chào. Rồi chị ba còn tiền chưa thấy quà ta. Cũng được nhé. Hả? Chưa. Cũng mệt hết rồi đó. Về xuống trường ấy 3:30 làm nha. Khổ cho trường 3:30 làm á. Rồi. Nhưng mỗi 3 giờ mà. Người nào không tới là chị mới về đây nè. Hỏi sao? Cảm ơn chị nhiều. Thôi cô mới bà già. Anh tới. Đây nè. Thôi à. Đẹp gái á. Nhớ quá trời ơi. Hồi sáng nay có lạnh cho coi thấy có rõ em 70. Trời đất ơi. Ghê vậy trời. Cảm động quá, đi mà còn lo ở nhà. Nếu là đứa trai với gái. Đi tôm á. Chị có thấy lúc ở trong cái vườn qua đó. Đó là đứa con xúc động quá. Thương quá trời, thương quá trời. Mày nói chuyện gì đó. Má là thủy chứ không cậu. Dạ má, khỏe má. Dạ kia em nhỏ. Tôi em bà lúc nào tôi cũng phải đẹp hết trơn, bà đẹp tôi phải đẹp. Ê, cháu nội bà xíu quá bà đâu. Ở đây là con nó buồn quá, buồn quá. Dạ, thầm sung. Rõ. Dạ. Lấy mình muốn zoom lên mình. Nó danh chị. Trời ơi, lát nữa bắt đầu sổ rồi bắt đầu. Mày nói giờ nè. Đêm được là 2 giải, mỗi giải 100 đô, rồi 2 giải mỗi giải 100 đô. Chào.
rồi rồi mẫu rồi chưa để chút nữa đi chừng nào à chừng nào xuống có số đi điện lại cho coi ai trúng nha ai đột giải rồi 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 để mời số số đi chúng ai đột giải cho má biết